Lúc trưa trưa thì hai vợ chồng Sơn với Leo đi ra Carmart để coi xe, thì xế cái xe cũ mà quá mắc mà cũng không có thích lắm, nên là mình về lên mạng mình mới coi ở trên marketplace đó mọi người, chỗ bán đồ cũ trên Facebook á, mình thấy có cái chiếc xe gần nhà thì cũng không có xa lắm của khu vực lân cận mình ở, tại chẳng qua là mình không có biết coi xe nên là muốn vô Kamas coi cái giá nó như thế nào, với lại chuyện bảo hành nó cũng chỉ bảo hành cho mình có 3 tháng là mọi người, cũng không có lâu lắm đâu mà xe gì đâu mà quá mắc. Thì nếu mà mình mua xe cũ bên ngoài á thì mình phải biết nhìn xe rồi mình phải biết coi xe ở bên trong, quan trọng là cái máy thôi, chứ còn bên ngoài cũ chút cũng đâu sao đâu mọi người, đi tầm 5-10 phút tới chỗ làm thôi cũng đâu có xa đâu, và miễn sao là máy nó chạy im nó an toàn là được rồi, giấy tờ nó sạch sẽ ha, không phải là xe mà dạng mà trộm cắp này kia nọ là ok. Thì mình đi coi cho biết thôi mọi người, nhưng mà cũng khá thích muốn mua những cái xe đó nếu mà biết dành về xe hơn và cái kiểu xe nó bên trong như thế nào ra làm sao á, thật sự đâu có ai chỉ cho mình biết đâu, thì muốn biết thì mình tự phóng vô mà mình tìm hiểu mình mua, tại vì khả năng mua xe mới thì không có nhiều tiền để mua xe mới mà cũng muốn tiết kiệm để làm chuyện khác mọi người, chứ mua xe mới thì cảm thấy nó phí lắm, không cần thiết, chạy cũng không có nhiều nữa, đi làm cũng có chút xíu thôi, nên là mua xe cũ lại là quyết định của mình. Cái xe mình đang đi với lại Leo là cũng hồi xưa là do con lớn của Leo để lại, xe cũng năm 2011 rồi mọi người, mua thì 7.000, kiểu gia đình thì mình sẽ biết là bên trong lịch sử của chiếc xe ai đi như thế nào và ra làm sao, còn mình mua trên mạng thì mình phải coi kỹ hơn, cẩn thận hơn, hay là mình có người quen người ta biết về xe người ta mua cho mình thì giúp mình mua ok hơn, hay là mua qua người mà mình quen biết thì mình sẽ cảm thấy an toàn hơn, còn mua những cái người này thì mình phải coi kỹ hơn, coi kỹ là coi về ở trên Facebook của họ có được cái những cái đánh giá tốt không, và những cái xe họ bán thì nó sẽ như thế nào và ra làm sao. Tuy là không có biết gì nhưng mà mình với lại Leo cũng đi coi, không biết thì đi coi cho biết, học hỏi cái này cái kia cũng biết về xe. Thì hẹn cái anh đó là cũng tầm 5 giờ nên Sơn với Leo ra trước đợi ảnh chút xíu, và ảnh chạy cái xe ra, thì cái xe mà mình đang coi này thì ảnh nói là của bà dì ảnh chạy đó mọi người, rồi mà chưa biết làm sao thì hai vợ chồng lò mò ra coi, cái nào không biết thì mình tìm hiểu cho biết, và mình cũng không có giỏi thì biết chút chút cũng là đỡ hơn không biết, nhưng mà thật sự mình dốt, nhưng mà mình phóng vô mình tìm hiểu mình học hỏi thì mình cũng biết chút chút về cái nghề đó, mỗi lần mình đi coi người ta nói cái này người ta nói cái kia người ta nói cái nọ là mình sẽ học được thêm chút ít nữa, cho dù là khả năng biết của mình là con số không á mọi người, chả biết gì hết, chả biết gì về xe, xe chỉ là leo lên chạy và đi đến nơi thôi chứ còn không biết bên trong nó lại gì nữa, nhưng mà cũng mò đi coi xe coi làm sao. Thì cái giá của ảnh đòi bán là 6.950 á hai vợ chồng cũng gán lọ mọ đi ra coi coi xe cho biết, tại nó cũng khá gần nhà và cũng có thời gian, cứ trời mùa hè mà mọi người cứ đi ra, mình cũng cần xe nhưng mà mò ra chờ người ta để coi được chiếc xe nha mọi người giờ mua không không được xe mới thì sao giờ, thì mò xe cũ thôi Đó, đi mua mà xe cũ rồi á, mình lại những cái chỗ siêu thị ha, những chỗ đông người á, những khu vực nào mà nó gần nhà mình á, hay là những cái chỗ mà những người bán á, người ta hẹn á, cũng ra siêu thị được thôi, mình đừng có đi đến chỗ vắng mình không biết họ là ai, à, họ cũng không biết mình là ai nữa mọi người, nên là cẩn thận vẫn hơn.
Nên là cái người bán đó cũng hẹn cái siêu thị gần nhà của anh đó, nhưng mà mình nói đi xa quá, đi đi gần nhà mình đi, nên cho người ta cần bán để chạy khúc nhà mình cho nó dễ, chứ còn mà mình phải đi lại tới người ta chưa biết cái xe làm sao, tại vì mình không biết coi máy coi gì bên trong á, ừ, không biết coi, nhưng mà theo cái quan sát mà cái giá nó vẫn mềm hơn, mà cái giá ở trong Carmax, những cái chỗ mà bán xe cũ mà vô dealer nó bán lại á, nó vẫn bán mắc hơn mọi người, chắc luôn, tại vì nó có phải có mặt bằng rồi, nó có nhân viên kiểm định rồi đủ cái thứ kiểu, nên nó mắc hơn là chắc. Để gặp anh đó rồi coi cái xe coi nó làm sao ha. Rồi bây giờ mình có chiếc xe mà mình đi làm á là mấy ngày, mà cái giờ rush hour á mọi người, leo giờ là đi làm là phải lấy xe liên tục đi rush hour, bình thường đi có 19 đồng nấy 10 đồng à, còn cái lúc mà mình đi làm á là nó lên 30 đồng Uber, đã nghèo rồi mà đi là muốn mạt luôn mọi người. Tới xíu nếu mà xe anh nó bán ra mọi người, anh để xe ok. Cho cả nhà ngắm vào cái xe ha. Xe này nó kêu là Nissan Versa 90.000 mile, và là bà dì của anh này chạy từ 2011. Thì cái dì này chạy cũng khá ít, mà anh đòi 6.950. Mình coi bên trong thì cũng khá là sạch sẽ ha. Thì cũng không biết máy chạy sao, nhưng mình chạy một chút thì mình nghe là cái máy nó im thôi. Nhìn bề ngoài thì nhìn bằng mắt thì ok, sạch sẽ và khá là gọn gàng, lái cũng được mười mấy năm cũng như xe mình vậy đó. Anh này cũng cái dạng chuyên đi bán lại mà mấy chục năm rồi mọi người. Nên là coi qua sơ vậy. Và anh đòi giá cuối cùng là anh đòi là cái giá là muốn bán là 6.000, và mình chỉ nói là mình chỉ có 5.000 trong tiền mặt thôi mọi người, bán không bán thì thôi. Giờ đang tới chỗ đợi leo ha. Đây là cái ngày thứ hai thứ ba thì mua xe, thì bữa đó đi đi Carmax. Carmax thì cái xe của nó là năm 2011, 148.000 mai, mà Kia nếu mà tính toán xong ra khỏi cửa là tầm 13.000, 12.700 thôi, tính 13.000 dễ tính à. Mà cái xe nó là rẻ nhất trong dealer mọi người, trong cái chỗ bán xe cũ á, mà thấy thấy gớm thì thôi đi ra ngoài mua đi. Nên mà mới đi leo đó nên mọi người coi là đi đi coi xe gần nhà khu vực mình bán, nghĩa là dealer á, thì nó sẽ cho mình 3 tháng bảo hành á. Trong thời gian có gì á, là mình sẽ tới đó, mình máy hư hay bất kể gì nó bảo hành cho mình được xíu đó, đó. Sau 3 tháng thì mình tự trả tiền ha. 148.000 mai mà trả gần 13.000, xe như cái hạch thôi, ta đi ra ngoài kiếm. Nên bữa mới đi coi cái xe đó là anh đó đòi bỏ lên mạng là 6.950, coi như 7.000 đi. Rồi mình coi xong á thì mình thấy là nó 2013 mà Nissan Versa hả, xe cũng còn mới, tại vì bà dì của ảnh chạy thì đó. Rồi cuối cùng là ảnh đòi 6.000, thì Leo nói là Leo ký check, ảnh nói là không lấy check sợ check lủng, nhưng mà mình nói khả năng của mình là mình chỉ mua được cái xe 5.000 thôi, 6.000 mình cũng không muốn mua nữa, thậm chí mình muốn mua rẻ hơn 5.000, nhưng mà rẻ hơn 5.000 thì nhiều khi sợ cái xe nó, cái mình sợ nhất là chỉ là sợ cái máy nó hư bên trong thôi mọi người, còn bên ngoài nó có cũ á thì cũng chả là gì, cũng không quan tâm, tại vì mình có xe đi là được rồi, không quan trọng, tại vì đi tới đi lui đi làm. Mọi người suy nghĩ đi, mà nếu mà đi á, bây giờ tại vì Leo làm ở công ty nhiều nên Leo lên công ty, hồi trước thì Leo ở nhà làm ở nhà nên là mình có thể xài một chiếc xe, nhưng mà bây giờ á, mẹ thì với lại bé bô ở đây á thì phải kiếm thêm chiếc xe nữa là chắc rồi. Mà mua xe mới á, thật sự tụi mình thì khả năng mua thì chị mua thiếu trả tiền trả góp, ai mua cũng được mọi người,
Nhưng mà cái cách người Việt Việt Nam là văn hóa không thích mua thiếu, mua chịu người ta thiếu còn chả chi mệt vậy, đi xe cũ cho khỏe. Những ai mà mới qua Mỹ cũng vậy đó mọi người, đi kiếm xe cũ mua đi. Mà cái sợ nhất là mình sợ là sợ xe bị hư hay bên trong có này kia nọ, thì cái chuyện đó hên xui, nhiều khi xe mới nó còn bị, nó không chi xe cũ. Hay là xe cũ người ta đang chạy ngon mà tới tầm qua tay mình bị hư thì chuyện đó mình cũng không có nói được. Nhưng mà mình mua những cái người mà trên marketplace á, hay là trên offer rồi đó, là những cái trang đó mọi người, mình dòm những cái người nào người ta bán có uy tín, rồi cái review của họ tốt không, có đánh giá họ trên đó tốt không, chứ không phải mình ban vô người nào mình cũng lụm. Mà xong rồi nếu mà mình không biết á, thì mình có thể trả tiền cho những cái anh mà thợ sửa xe, anh biết đi với mình rồi coi xe đồ này kia, mình đỡ tốn một phần, mình tiết kiệm là chính ha. Tại vì tụi mình là mình thì mới về Việt Nam qua xong, Leo thì mới nằm bệnh viện, còn Leo muốn đòi làm cái implant răng nữa mà mọi người, tầm cũng nhiều tiền nên là tình hình tài chính nó đâu có nhiều đâu, mà muốn mua cái gì là mình cũng ban ra mua rồi để làm gì, để nợ một đống không, thà mình để dành tiền mình gom tịnh kỉnh tiền để mình làm cái gì đó khác. Nên là cái xe đó coi thì cũng, anh này thì cũng anh vừa cho thuê xe rồi cái review anh cũng khá tốt, cũng ở gần nhà. Nhưng mà mình nói không, mình có được cái là những người Mỹ ở đây mua hầu như là người ta trả bằng tiền góp mọi người. Mình thì mình nói bây giờ mình có tiền mặt trong tay 5 ngàn gì đó, anh bán cho tôi không, không bán thì thôi. Cuối cùng nó qua nó lại là anh đòi 5.500, mà mình cũng chưa chịu nữa mọi người. À, mình cũng muốn tìm cái xe tầm rẻ để xài thôi, xài được vài năm là quăng dục cũng là vừa hay này kia nọ, mà cũng không đến nỗi là nó quá tệ mà mình phải mua về mình sửa, thì mình cũng coi trước coi sau ha. Thì anh nói 5.500 mình chưa có đồng ý nữa. Nhưng mà khi đi coi xong á, là bữa đó về là Leo cự nữ rồi. Leo kêu lấy đi xe được, đi với Leo là không bao giờ trả giá được mọi người. Nhưng mà cái tánh người Việt Nam mình mà sao không trả giá mọi người. Đi làm á, mình phải cực như con trâu, mình phải cày nai lưng ra cày kiếm từ đồng, làm từ sớm đến tối được có nhiêu 200 mấy, nhiều khi ngon lành thì được 300, cày nữa thì được 400. Mà trong khi đó tiền tiết kiệm xong tiết kiệm rồi, còn ai mà làm sung sướng thì họ xài theo kiểu sung sướng, còn mình làm thì làm cực thì mình tiết kiệm theo đồng tiền của mình, thì khả năng mình chi tiêu vậy thôi. Là Leo nhảy đực đực lên là Leo không có kêu mình lấy cái xe đó, mà mình không lấy á. Ông cự nó cự cự chứ, mình là người quyết định mua xe và mình là người sẽ trả tiền. Khi mình ở bên Việt Nam á, là xe Leo là cũng muốn mua xe mới á mọi người, đặt cọc rồi mọi người, mà mình nói không, tà tiền đó mình mỗi để dành mọi người, để mình mua nhà hay gì đó, mình trời ơi, mình có tiền trong tay để mình làm ăn sướng hơn. Tại vì cái xe là theo thời gian là vài năm nó bị xuống cấp và nó bị mất giá kinh khủng luôn, nên là cái sự lựa chọn đó mình không có chịu. Còn Leo lúc nào ông cũng muốn mua nên là ông muốn cự nữ với mình, nên là mình không có chia sẻ tiếp, mình đi về luôn. Hôm nay mình mới ngồi lại chia sẻ với mọi người đó, đó là cái lý do. Và kiếm xe cũng không có gấp mọi người, cứ từ từ mà kiếm. Tại vì xe nó cả đống cả núi, không phải cái nào mình cũng phóng vô mình mua, mua về mình ôm mà mình sửa nó cũng mệt lắm. Từ từ mình coi mà mình ngó gấp gì đâu. Rồi mấy bữa thì mình cũng ở ở gần chị Lọ Lem nên là cũng cảm ơn chị chở mình đi làm giùm. Tại vì thật sự mình đi 10 đồng thì ok, 1 tiếng đường mình đi có 10 phút làm 10 đồng thì ok. Nhưng mà cái những cái giờ rush hour đó là những giờ tan tầm tan ca của người ta, mà mình đi làm á, ca chiều là 4 giờ mọi người, nó tăng lên 30-40 đồng. Là cái Uber nó tăng là do sao mọi người biết không? Tại vì khi mà tan tầm ra, những cái người mà ở trên cao tốc freeway rồi nó bị kẹt xe trên đó 1 tiếng 2 tiếng mấy thì bắt buộc nó phải đẩy cái cước lên. Ở trong khi đó mình đi làm có gần nhà 5-10 phút mà mọi người, mà nó chạc mình tới 30-40 đồng thì mình thấy phí quá. Nên là mình thì cũng rất là ngại làm phiền người khác mọi người, nên là nhưng mà tại vì vô thế là giờ mình đi làm thì Leo chưa có về, nên là mình nhờ người hai vợ chồng chị Lọ Lem á, thì họ làm ở nhà, họ họ có thể rảnh thì đưa mình chút xíu, nhưng mà thật sự mình cũng hạn chế ngại khá làm phiền nên cũng tranh thủ để mua xe á mọi người, để có xe mà chạy. Mua xe mới thì thôi mang nợ, mình sợ mang nợ lắm, mang cục nợ 6-7 năm thôi, cho để giống như cái xe này mình mua lại con của Leo 7.000 đúng không, bây giờ mình đem ra mình chạy bao nhiêu từ năm 2018 tới giờ 5 năm rồi hả mọi người, giờ mình bán ra mình cũng đồng được vài ngàn nha, mình cũng đồng còn được vài ngàn bỏ túi, mà cũng mình chạy là nó
cũng muốn banh banh sát nó, mình chạy tè le hết trơn, mình xe của mình mà. Rồi cuối cùng mình còn dư tiền nữa, mình để mình mua cái mới mấy chục năm tiền mình qua thùng rác, nhưng mà được cái mới là được gì, đã cái đích thôi mọi người. Chạy mới thấy ok, hài lòng là mình có mới chạy, nhưng mà thôi. Tính mình là tính của Việt Nam mọi người, nên ăn gọn xài gọn rồi xài kỹ kỹ theo khả năng của mình thôi, chứ còn mà kiểu mà băng băng vô muốn mua là mua là mình không thấy. Nên là bữa đi kêu coi xe về là muốn cự với leo, mà leo lần nào cũng vậy, mua đồ mà có ổng là mình không có trả giá được. Tối ngày là ổng, cái cách của thằng Mỹ là nó không cho trả giá, cách của thằng Việt Nam là muốn trả giá, nên là hai thằng nó muốn cự qua cự lại đó. Mình ngồi đây chờ leo, nên là mình chia sẻ với mọi người chút xíu là tại sao mua xe cũ và lý do mua xe cũ. Thật sự những người mà mới qua Mỹ, mình khuyên mọi người là nên đi xe cũ đi. Xe cũ nó có mà đầy, nhưng mà mình có người quen ở đây, người thân làm giấy tờ cho mình qua thì họ biết mình ở đây rồi mua ở đâu, họ sẽ biết đường đi nước bước. Còn mọi người mà ham mà dính cục nợ vô thì cũng được, nó tích trả nợ thì trả. Ở trong khi ngồi chờ leo thì mình chia sẻ một chút xíu cho mọi người biết vậy đó. Mua xe cũ mà hai vợ chồng muốn cãi lộn nữa, mua mà tài sản lớn là cũng quýnh lộn tà la luôn nha mọi người. Thật sự cũng không đánh nổi, nhưng mà mọi quyết định là do mình quyết định, leo không có quyết định được gì hết trơn á. Mình muốn là mình chịu thôi, mình leo cự cự chứ leo cũng không có ấy gì mình được lâu đâu. Cảm ơn mọi người, cảm ơn cả nhà đã quan tâm ha. Coi hết video nè, chờ mẹ thì mẹ với bé Bo rồi chạy lòng vòng lạng lạng lượn lượn nè. Đi xe vừa túi tiền thôi mọi người ơi, đi xe mắc. Giờ là tụi mình sẽ đi coi một chiếc nữa ha, coi như thế nào nha mọi người ơi. Thì tiếp.